Rồi kênh Qua Xứ Tây Ninh xin chào quý cô chú anh chị mình nha. Chúc ngày mới vui vẻ nha cả nhà. Đó, bữa nay em đang bán thanh lý 5 cây nha cả nhà, 5 cây. Trong đó có 4 cây sứ là loại dạng sứ ánh dương nha cả nhà, 4 cây ánh dương. Còn có một cây bự đây là cây này cũng có ghép bo rồi nhưng mà ghép lâu năm rồi đó. Bây giờ mình không nhớ là ghép cái lá mặt hoa gì nữa. Thì cô chú anh chị mình không thích thì về mình xả tàn ngang mình ghép mặt hoa khác vô nha. Rồi bắt đầu vô chi tiết từng cây nha. Cây đầu tiên là cây số 1 nha cả nhà. Cây rất là to nha, nặng nha, trên một tay muốn không nổi luôn nha. Thì mấy hàng này nói chung thì mình cũng thanh lý cho nên mình để giá rẻ cho cô chú anh chị mình về mình chơi Tết rồi nè. Đó, cây già nha, cây từ giá 5-7-5 năm tuổi rồi không nha, chứ không còn non nữa nha. Củ rất là to nha cả nhà, củ bự nha. Đây, rất là to luôn, rinh không nổi, một tay là rinh xính dính, bự khủng luôn. Nó đây bo ghép, mắt ghép nó đây nè. Về thí dụ mình không thích thì mình xả ngang nó tới dưới đây nè, mình xả ngang nó. Một là mình chơi cây nguyên thủy, còn không nữa là mình ghép mặt hoa khác vô. Ví dụ mình thích cái mặt hoa nào đó thì mình cứ ghép vô. Đó, cây đầu tiên rất là bự nha. Rồi cây đầu tiên cây số 1 nha cả nhà. Cây số 1 giá 250k nha. 250k. Mấy cây này là giá cây thân nha, chứ chưa tính phí ship nha cả nhà. Mình mua 1-2 cây thì tiền ship nó khoảng 40-50 ngàn nha cả nhà. Cây số 1 là giá 250k nha. Cây củ to nha cả nhà. Để em tiếp cây thứ hai nha. Cây thứ hai thì cây của bộ rễ cũng khá là bắt mắt nè. Đó. Rễ tương đối cũng đẹp nha, già cây hết nha cả nhà. Đó, bộ tàn lên cũng cao nha. Đó, cái này mình ghép mình cắt ngang đây nè. Cắt ngang cao cao nè, cái màu mình ghép bo vô. Đó, qua mai mốt nó ra nó sẽ ra qua chùm đã đẹp lắm. Còn mình muốn cắt ngắn thì mình cắt cột xuống. Đó, cây rất là già nha. Cây đẹp nha cả nhà. Nó tàn nhánh, còn thí dụ mà cô chú anh chị mình muốn mình xả ngắn tàn bớt thì cứ alo cho mình nói mình xả ngắn tàn lại cho luôn nha. Còn không thì để nguyên về về tự cô chú anh chị mình xả tàn cắt ghép nha. Rồi cây số 2 này giá 200k nha, 200k cho cây số 2 nha. Em tiếp cây số 3 nha. Đó, cây số 3 cây cũ cũng rất là bự nha cả nhà. Nó rễ nó còn đang chéo trong này nè. Nó chưa có bung rễ ra nha. Về mình đã bung rễ ra. Đó, cây thứ ba cũng là cây già cũ to luôn nha cả nhà. Đó, tàn nhánh thì thôi, xum xê ở trên nè. Đó, về mặt mình là cắt ghép rồi chơi Tết. Cây rất là bự nha. Về mình bung rễ rồi ra, mình tẻ bớt mấy cái rễ cám nhỏ nhỏ xung quanh này nè. Rồi bắt đầu mình bung rễ ra, mình sắp xếp lại cho nó ngay ngắn gọn gàng rồi. Cây nó phát triển mạnh lên nè. Rồi cây số 3 này giá 220k nha. 220k cho cây số 3 nha. Rồi tiếp cây số 4 nha. Cây số 4 này thì cũ nó cũng không được đẹp mấy nha. Về mình tỉa rễ gọn gàng rồi lại sạch sẽ rồi lại nha. Cây này thì về chủ yếu là mình chơi tàn nhánh thôi. Mình ghép qua rêu mình chơi bông trên là được rồi. Đó, cây này có mấy cái sẹo chỗ này nha. Sẹo lành. Sẹo thì lâu năm rồi. Sẹo này lâu năm lắm rồi, khô hết rồi, ra rễ mới hết rồi. Rồi cây này cây số 4 giá 120k nha. 120k cho cây số 4 nha. Rồi, tiếp cây số 5 nha. Số 5 là một cây cũ rất là bự nha. Cây này cũ bự mà tàn đẹp nữa nè. Dựng đứng lên, cây này lên một tay là không nổi luôn. Cũ rất là to nha cả nhà, về mình tỉa rễ gọn gàng rồi. Đó. Cũ nó lòi ra nhìn rất là đẹp luôn. Cây này tàn nhánh rồi thôi, nó rất là xum xê luôn nha. Tàn rất là nhiều nha. Nói về mình không thích tàn nhiều thì mình tỉa bớt đi, mình chơi một cốt. Ví dụ mình muốn chơi một cốt thì mình xả bớt mấy cái nhánh vòng vòng bên ngoài nè. Đó, mình chừa một cốt ở trong này lại. Một cốt ở trong đi thẳng lên nè, rất là đẹp nha. Đó, mình xả bớt mấy cái nhánh ở ngoài nè, mình chơi một cốt thôi. Lên đây nó phân tàn trên này nè. Cây này rất là đẹp nè. Cây này nói chung là rất ok nha. Đó, tàn nhánh rồi thôi, khỏi chơi luôn. Rồi cây số 5 này giá 300k nha. Đó, cô chú anh chị mình có thích cây nào thì cứ alo trực tiếp cho mình nha. Mình sẽ chốt hàng rồi mình sẽ gửi đến tận nơi tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi bye bye, hẹn gặp lại cả nhà lần sau nha.